vào ngày 26 tháng 1 vừa qua trong chương trình Shopping with the Star của Hưng Phát USA. Với sự hiện diện của nữ ca sĩ Minh Tuyết, Hưng Phát USA đã chào đón đông đảo quý khách hàng đến tham quan mua sắm tại showroom trong khu thương mại Grand Century Mall. Sau một lễ cưới hạnh phúc, nữ ca sĩ Minh Tuyết xuất hiện tại chương trình với một tâm trạng vui vẻ và cởi mở. Cô thân thiện trò chuyện cùng mọi người và tư vấn cho khách hàng mua những món nữ trang hợp ý với giá rẻ bất ngờ. Và tại chương trình, có rất nhiều khán giả hâm mộ đã chụp hình lưu niệm cùng nữ ca sĩ Minh Tuyết để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Với sự hiện diện của nữ ca sĩ xinh đẹp, lấy
Với sự hiện diện của nữ ca sĩ xinh đẹp, chương trình đã diễn ra rất nhộn nhịp và thành công với sự tham gia của rất nhiều quý khách hàng gần xa. Hưng Phát USA xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ Hưng Phát USA trong thời gian vừa qua.